Đó cho ngập bây giờ. Ngập bây giờ chết đây nè. Đó, mặc không bao gì hết á, ưng mua ưng thôi. Mặc đưa tao á, giờ nó bầm. Mặc đưa cho tao đổi chim giờ cứ ưng thì lại đánh, bắt đánh thôi. Anh em sớm rồi. Cứ ưng lại bỏ lại mình sách đi đánh. Ra đó tiếp. Ví dụ như nó đánh đánh giùm mình có mẹ đâu. Đưa cho mày đi. Giờ mày sao mày đem về chim cho tao y nguyên vậy được rồi. Mấy ưng viên mới hả? Mấy ưng viên mới hả? Có đâu? Trời tháo rồi. Cái nắp nó dán keo. Bắt á, ủ mày đi bắt ở dưới quê đại luôn. Dưới quê hả? Ở đâu? Dưới Bình Giang á. À. Ủa, chứ cái nhà ta như nè, có cái xài gì xét cái nhà mà nhìn lên thấy nào có ẩu. Nó làm xét chết không à, nó sợ gắn á. Nó làm tàn xét nhà tao mà. Ẩu cu mà, tôi bắt lần một cây nhãn, con hai ẩu. Cu nó làm được đi vậy nè, cái xài một cái nhãn một cái đây nè. Tao máy được sâu, tao bãi dính hai con rồi. Hai sâu rồi đó, hai con hai bên dính luôn. Ủa có cái đầu cái tự nhiên cái thấy móc về. Chui ra chui vô biết nè. Ổ. Kéo là xích gà hay gì? Nó chụp. Có cái đầu cái đụng cu nó bay ra, bắt thêm ổ cu nữa. Nó hai cu lửa nữa kìa. Cũng nuôi giờ tùm lum la. Tao phải chịu mới nổi rồi. Dừng quá kìa. Dừng quá kìa tí ngoái luôn lột hả? Để chết thôi. Thôi để đừng ra cắn. Bóc con đấy thì phải, những cái đồ con này thôi. Còn khác thì con này thì lại mù. Những đồ con này thì phải, đưa kia lại mù. Y như nãy nhà gì? Giờ nó gì không nè? Tụ má. Cầm lại con lại con là nó đi con con. Thì lúc trước anh Danh nó cũng cầm kim giống nhau nè. Đánh một hồi là nó cắn không á. Má khó, con phun được, con hết cái bạn phun phèo 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 phèo. Cho nó hạ lửa. Hạ lửa quá. Nó cầm bao rồi coi chứ nó bị trộm chưa? Để coi như ý giờ nó chạy ra. Bị trộm bắt hắn. Ra đi ăn chạy bán đi uổng. Coi thì con nào tự chơi chạy bán. Thời gian mày gây, tao đâu thời gian tao gây, tao ở nhà đi không. Càng quá, càng quá nhiều chụp. Dương quá này điên rồi. Trước bán con đi kêu đã thấy té rồi kiếm lại. Mà trước mẹ đi mua mồ tao về chờ con. Nó đi được rồi, mai mai gì đi. Còn con gì được. Sắc kè. Nó đang mình nó đội đầu cái đổ nước đầy bổ. Thôi chó cắn, chó cắn. Đâu kêu rồi, ở trên mấy lá sạch kim. Nó nuôi tao bắt từ Phú Quốc về ba con, chết nên con rồi, còn hai con nó kêu là con có nó ở trên mấy lá. Lá. Nó thả mà, đâu có nhốt đâu. Chó, nó đẻ rồi, nó đẻ giữ trứng á. Nó ở đâu á? Đẻ ba. Cái kè đẻ luôn hả? Đẻ ba trứng rồi. Trời ơi. Nuôi ba con, nó bắt từ Tết về xuống Phú Quốc vậy đây nè. Ủa nó không đi vậy ta? Tao bắt ba con, rồi về đây nó bỏ ăn, nó chết anh lạ nước. Chết anh con, hoặc hai không con. Không đi à? Đi được, nó bắt lóc luôn. Cái giờ cái tết, cái giờ, cái nào cũng sẽ giả bạn. Rồi nó bóp rồi đi, bóp cái sang lòng. Sang này. Bỏ chị gửi sang nắng hay. Anh chữa bệnh luôn đó. Rồi giờ anh đi, đi nó trộn. Đó, tao phải chịu chịu cái nội. Đủ sách lòng nó bỏ qua. Mấy cái đồ ngon thì nó đang để đi uống, nó đang uống nó ngon. Má mới nổ ghê lắm. Để từ, mồi nha. Mày có xin thầy, có máy hay, tao đâu có máy hay đâu, tao dẫn. Máy cũng bấm, máy đấy là máy hay. Máy này đây đụng, máy rò rò, nó hứng thì nó rò, nó không hứng không rò. Lúc ra đến nè, dính khó lắm. Nó hơi trời trời vậy. Điên nó vô chứ ban đêm nó cửa đâu quán đâu. Ban ngày ban ngày sinh viên vô nằm chơi laptop rồi này kia. Này cái sinh viên rồi tối đâu quán đâu.
không bán. Này tối mới ngon.